Hello, xin chào tất cả các anh chị em. Mình là Hani, giảng viên chính của Trung tâm Đào tạo Nói Mi Hani, Trung tâm Đào tạo Nói Mi uy tín nhất Sài Gòn. Hôm nay Hani sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cách để mà làm những cái kiểu mi cartoon, wispy, fox, những cái kiểu mi mà tay tay rất là nhanh. Đó là bằng cái hộp lụng mi wispy 5D này đây. Thì đây là một cái sản phẩm rất là mới, Hani sẽ giới thiệu cho mọi người có một cái bộ mi thật là đẹp và thật là nhanh. Mình sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách để mà mình nối kiểu dáng mi wispy sao cho nó dễ nhất nha, bằng những cái lông mi có trụ sẵn. Ở đây là mình giới thiệu cho các anh chị một cái mẫu lông mi nó rất là mới nè. Mình sẽ nối mi nó rất là đơn giản và mang lại cái hiệu ứng đẹp nó rất là cao. Mọi người thấy, thay vì cái việc mà mình tạo cái trụ mi cartoon đó, thì cái lông mi này nó đã có cái trụ sẵn rồi, nên chúng ta có thể làm nó rất là đơn giản và nó sẽ phù hợp cho tất cả những cái kiểu mi luôn. Kiểu mi cartoon cũng làm được, wispy cũng làm được, butterfly cũng làm được, tức là nó sẽ rất là đa dạng về cái mẫu mã. Và mình có rất là nhiều size từ 8 cho tới size 15 lận. Thì hôm nay mình sẽ thử nối hết tất cả những cái lông mi này vào nguyên một cái con mắt luôn, để thử coi là hình dáng của nó như thế nào nha. Thì trên tay mình đây đang là size từ 8 cho tới 15 mm tổ cong D. Thì mình sẽ nối hết vô nguyên một con mắt luôn. Ở đây người mẫu của mình là có mắt rất là rộng, nên bắt đầu mình sẽ thực hành những cái thao tác như trước đó mà mình làm nha. Mình sẽ thực hành, mình sẽ làm y chang luôn. Đây, mình sẽ dán gel pad, mình sẽ chỉ nối một con mắt thôi. Mình sẽ dán gel pad lên. Rồi, sau đó mình sẽ lấy cái băng keo gai để mà chúng ta làm. Những cái thao tác này thì các anh chị mình cố gắng thực hành thật là nhanh lên, để cho cái bộ mi của mình nó được gọn gàng. Chứ mà những cái thao tác chuẩn bị của mình hết mất 15 phút nửa tiếng á, thì khách hàng họ sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Tại vì đợi hoài mà vẫn chưa bắt đầu làm thì họ sẽ không biết khi nào kết thúc. Mà có một cái thao tác để làm nhanh, có một cách để làm nhanh, đó là các anh chị mình luyện thiệt nhiều vô. Mình luyện một cái thao tác thôi và mình luyện thiệt là nhiều vô thì mình sẽ làm rất là nhanh. Mình sẽ phối số từ 8 tới 15 thôi luôn, để coi cái chuyện gì nó sẽ xảy ra nha các anh chị. Đây, này là số 15 nè, này là số 14 nè, này là số 13 nè, này là số 12 nè, này là số 11, 10, 9 và 8. Đó, mình sẽ phối hết 5 số đó luôn lên cùng một cái khuôn mắt. Thì cũng may mắn là cái khuôn mắt này nó sẽ rất là rộng, nên mình rất là dễ làm. Và cũng không quên cái thao tác đó là vệ sinh lông mi trước khi nối, để cho lông mi được bền hơn. Thì lông mi này nó đã sạch sẽ sẵn rồi, nên mình chỉ cần vệ sinh bằng hai chai. Đó là chai Protein, là cái chai màu cam này đây, và cái chai Primer. Mình chỉ cần vệ sinh hai cái chai này thôi. Một chai là nó sẽ mang lại cái dược chất, và một chai nó sẽ mang lại cái làm cho lông mi tăng cái kết dính và có cái độ bền cao hơn. Mọi người mình thấy lông mi thật của người mẫu mình đang làm rất là dày và rất là đẹp ha. Mọi cái thao tác nào cũng vậy, mình cố gắng làm nhanh nhưng mà phải gọn gàng, chứ không phải là ẩu tả, để cho bảo vệ cái khuôn mắt của khách. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành mình làm thôi. Mình sẽ soạn cái lông mi ra. Ở đây thì mình sẽ soạn size số từ 10 cho tới 14 trước ha. Từ 10 cho tới 14 trước. Tại vì những cái size này là những cái size thông dụng. Khi mà mình lấy lông mi thì mình sẽ lấy luôn những cái hộp cản cái lông mi này luôn. Đây, mình sẽ lấy luôn những cái lông mi này luôn. Thì mình sẽ đặt lên đây. Đặt lên đây cho mọi người mình dễ thấy ha. Size số 10 nè ha. Này là size số 11 mm. Này là size số 11 mm. Size số 11 mm. Size số 12 mm. Size số 12 mm và size số 13 mm. Mình sẽ lấy trước những cái số đó đi ha. Size số 13 mm. Size số 14 mm. Lấy thì lấy cho luôn đi. Size số 14 mm.
và size số 15 mm. Các anh chị mình lưu ý là sẽ có một số khách hàng khi mà họ làm họ rất là kỳ cái việc dán lông mi bú lùa xua trên đầu của họ, thì các anh chị mình có thể sắm một cái gì đó mình để bên ngoài, mình có thể dán bên ngoài thì họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tại vì nhiều người người ta trang điểm rồi đó các anh chị, nên cái việc mà dán lông mi lên trán của họ, họ cảm thấy như là làm như là bay hết phấn gì đó, nên nó sẽ không đẹp đâu, nhiều khách họ sẽ không thích. Ở cái video này thì Honey sẽ sử dụng cái dòng keo, đó là keo King Glue version 2. Đây là một cái dòng keo mà mình phân phối rất là chạy hiện nay, thì mình sẽ sử dụng cái dòng này để nối nha. Trước khi mà mình làm thì mình nhớ lắc thật là kỹ vô để cho cái độ bền nó được cao nha. Lắc cho nó nghe tiếng luôn mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm. Mình sẽ để cái keo là ở bên ngoài đi, bên hông đi, để cho đỡ vướng víu. Để keo bên hông. Rồi. Cho thêm giọt nó cho nó nhiều chút. Rồi bây giờ mình sẽ zoom bự lên để cho mọi người mình coi nha. Đầu người mẫu sẽ nghiêng qua đây một chút nè, để cho dễ thấy. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình làm thôi. Mình vẽ số nào thì mình làm vô số đó. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm số 11 trước đi. 10, 11, đây. Mọi người mình thấy cái fan lông mi này nó sẽ khá là dễ gấp nha. Đây, rất là dễ gấp. Và khi mà mình gấp đó thì mọi người mình nhớ gấp hết tất cả những cái tay của những cái fan này, chứ mình không có được gấp một cây nha. Tại vì gấp một cây thì nó sẽ dễ bị bung ra lắm. Mình phải cố gắng mình gấp hết luôn. Thì thường những cái lông mi này nó sẽ ứng dụng vào những cái bộ mi cartoon, hoa hồng đen. Xin lỗi, không phải hoa hồng đen, cartoon, wispy, butterfly vân 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 vân. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ thử nối hết nguyên một con mắt để coi nó ra cái gì nha mọi người. Đây là số 11 mm nè. Đây, thì mình cũng nhẹ nhàng cái thao tác để mình tách nó ra. Mình coi thử. Ở những cái video sau đi thì Honey sẽ làm cái ứng dụng của cái lông mi này, nhưng mà trước mắt mọi người mình biết thử là cái lông mi này sẽ nối như thế nào cái đã. Đây. Số 10 nè. Số 11 nè. Số 11. Rồi, tiếp tục số 12. Trước tiên mình làm mình cứ nối rải ra mọi người để cho cái lông mi của mình nó được thoải mái. Số 12. Mình sẽ nối mỗi chỗ là hai fan trước đi cho mình biết. Số 12 tiếp nè. Vẫn là số 12, tiếp tục số 12. Rồi, tiếp tục mình sẽ qua số 13. Đây. Mỗi số mình cứ rải hai fan trước để coi nó ra cái gì cái đã. Số 13. Tiếp tục số 13. Thường thì khi mà các anh chị mình làm tiệm á thì cái việc mà mình update cái kiến thức nó sẽ rất là quan trọng. Tại vì sao? Tại vì nghề làm đẹp nào nó cũng vậy hết trơn á, công nghệ nó sẽ càng ngày càng mới. Không có ai mà người ta chịu chi trả một cái số tiền đó mà họ sử dụng áp dụng một cái công nghệ cũ hết trơn. Họ phải luôn luôn mới thay đổi liên tục. Thì một người thợ nối mi hay là một người làm đẹp nào đó họ có cái lợi thế về cái công nghệ mới á, thì những người đó họ sẽ có rất là cái sự tin tưởng của khách hàng rất là nhiều, và cái lượng khách của họ sẽ nhiều hơn, cũng như là họ sẽ luôn luôn làm mới cái công việc của mình và làm mới cái tiệm của mình. Còn mà công nghệ cũ mình cứ để như vậy và mình không có update thì càng ngày nó sẽ càng già nua, càng lão quá, và thường khách hàng họ sẽ không tìm đến những cái tiệm đó nữa. Tiếp tục mình sẽ qua số 15 nè. Thì cái kiểu lông mi này là một cái kiểu lông mi rất là mới, đáp ứng cho những anh chị mình làm xương cartoon mà mình ngán á, thì cái kiểu này nó sẽ rất là ok. Số 15. Nhưng mà hôm nay mình thử nối nguyên bộ để cho nó như thế nào. Này. Số 15.
Rồi, bắt đầu mình sẽ rải tiếp là số 9 và số 8. Nãy giờ là mình chưa lấy số 9 và số 8, bây giờ mình mới lấy nè. Số 9 và số 8 ra thì mình cũng để bên ngoài luôn đi, cho dễ lấy. Cái này là số 9 nè. Và cái này là số 8, mình cũng lấy ra luôn để mình rải từ từ luôn. Rồi. Bắt đầu số 8 mình sẽ rải trong hốc mắt, để Honey sẽ dành một cái thời gian để mình làm cái video hướng dẫn mọi người nối trong hốc mắt để cho dễ hiểu hơn nha. Tại vì thường trong hốc mắt mà mình làm đẹp thì coi như là bộ mi của mình là đã có một cái lợi thế nhiều đối với khách hàng rồi đó. Vì khi họ mở mắt ra họ thích coi cái hốc mắt rất là nhiều, mình làm đẹp thì họ sẽ thích hơn. Rồi, số 8 là số 9 nè. Số 9. Đây. Số 9 nè. Tiếp tục mình sẽ qua số 10 tiếp, mình sẽ rải lại số 10. Để mình thử coi nó hối phối người một ngoát nó như thế nào chứ. Mình đã rải qua tiếp số 10, hồi nãy là mình chưa nối, mình bắt đầu nối từ số 11 mà. Số 10 nè. Số 10 tiếp tục. Thường thì cái độ cong D là cái độ cong mà mình yêu thích nhất, tại vì nối lên mắt nó sẽ rất là thu hút và rất là đẹp, lên hình nó cũng rất là chỉnh chu nữa. Mình rất là thích cái độ cong D, nhưng mà khi khách hàng làm thì mình sẽ linh động giữa độ cong D và độ cong C nha. Tại vì sẽ có những khách họ thích làm bình thường, cũng sẽ có những thích họ ngát khách họ thích làm vừa. Đây, đây là cái lông mi mà mình vừa mới rải xương xương nè mọi người. Mình mới rải xương xương thôi ha, chứ mình chưa có rải hết đó, mình mới rải xương xương. Thì mình thấy cái bộ mi này nó sẽ đã rất là sắc sảo rồi đó. Cực kỳ sắc sảo luôn. Để bây giờ mình rải và mình chải lại một tí. Cái này là chưa chải lại luôn. Đây, để mình rải tiếp và mình chải lại chút cho nó đẹp nha. Mình sẽ thêm vô số 13. Số 13 hiện tại là đang trống nè. Thêm vô số 13 nè. Tiếp tục mình sẽ thêm vô số 13 thêm ô nữa. Và thêm vô số 14. Số 14. Và bây giờ mình sẽ thêm vô số 14 tiếp tục, số 15 để cho nó tạo thành một cái vòm luôn cho nó đẹp. Mọi người mình thấy rải mấy sợi như vậy là mình có thể làm xong một bộ mi gì đó, tầng trên mình có thể chêm vào cái kiểu mi volume thôi. Còn cái này mình chêm tầng dưới để cho nó đẹp. Rồi, bắt đầu mình sẽ chải lại một tí xíu để mình thử coi coi là cái bộ mi này nó như thế nào nha. Mình chải lại một chút. Mình lấy cái đồ chải mình chải lại. Mình sẽ chải lại. Thì khi chải mọi người mình nhớ bo cái bộ mi cho nó gọn gàng nha. Đừng có chải sẹt 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 nha. Chải sẹt sẹt vậy nó sẽ rất là dễ bị hư con mắt. Ồ, bộ mi rất là sắc sảo luôn đó mọi người ơi. Đây, giống như mấy cái hình mà mấy đứa Tây ở trên mạng á, nó hay làm á. Đây, nó rất là sắc sảo luôn đó mọi người. Để mình cố gắng mình phối hết nguyên một bộ mi rồi, để mình cùng nhau mình coi nó sắc tới cỡ nào nha. Mình sẽ vô lại số 8 nè. Nghiêng qua một tí xíu. Sẽ vô lại số 8. Mọi người mình nhớ follow cái trang mà nối mi hiện đại Honey ở trên fanpage của Facebook á. Tại vì cái trang trên đó mỗi ngày mình đều chia sẻ một cái mẹo hay hết trơn á, để cho mình cùng nhau mình phát triển trong cái nghề mi. Trong hốc mắt này nó hơi dính một chút nè, mình sẽ tháo cái phần này ra.
khá mạnh là nó sẽ hơi đau. Nhớ làm nhẹ tay thôi. Mỗi ngày một mẹo hay nó sẽ giúp mọi người phát triển trong cái nghề mi này hơn rất là nhiều, coi như là mình chia sẻ, mình nhắc nhở nhau vậy đó. Fanpage nó sẽ tên là Nối Mi Hiện Đại Honey. Rồi, tiếp tục mình sẽ qua số 10 tiếp. Ngang đây là mọi người mình có thể điểm cái volume lên phía trên rồi, nhưng mà mình muốn thử nối hết một bộ mi này để coi thử nó ra làm sao. Số 11. Hết chỗ rồi, giờ qua 12. Mình sẽ tiếp tục qua số 13 nè. Rồi bắt đầu mình sẽ qua số 14. Bông mi này nó rất là mềm nên lên mắt nó sẽ rất là mịn luôn. Bây giờ mình sẽ qua số 15. Rồi bây giờ mình sẽ trải lại một lần để coi nó làm sao nha. Mọi người mình có thể nhìn, để mình vén cái con mắt của khách lên cho mọi người mình nhìn nè, rất là sắc sảo luôn. Nhìn ở ngoài nó sẽ sắc sảo hơn rất là nhiều luôn nha. Cọng này nó bị lồi lồi ra vậy ta. Trải lại. Khi mà mình làm mình thấy cái cọng nào mà lòi ra mà không đẹp, mọi người mình có thể tháo cái cọng nó đi luôn. Đây, những cái bộ mi này mà dành cho những người mà thích sắc sảo hoặc là thích đi ra đường chơi cho nó thật là nổi bật thì cái kiểu này rất là ok luôn. Đây, bây giờ mình sẽ nối trong hốc mắt nè. Rồi mình đã làm xong. Bây giờ mình sẽ thu gom lại những cái lông mi mà còn dư giống như vậy nè. Mình đem mình bỏ vào cái hộp lông mi để bữa sau mình tái sử dụng lại chứ mình không có bỏ. Mười lăm nè, số 8 nè, số 8. Số 9 nè. Mình sẽ cất cái lông mi vào rồi sau đó Honey sẽ quay cái thành quả cho mọi người mình coi nha. Số 10. Chị nào mình làm cartoon mà mình ngán cái xương á thì cái này nó hỗ trợ rất là tốt. 11.
Một hộp vậy tính ra mình phân phối là có 50 ngàn à mọi người. Mình làm 14, 13 chứ. Mà mình xài hoài luôn á. À 14. Tính ra làm nghề mi này nó tiết kiệm nhiều dữ lắm. Đầu tư ban đầu thì nhiều, nhưng mà cái khi mà mình làm nó không có bao nhiêu hết trơn á, đầu tư cái công mình nên phải dành thời gian để luyện tập. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo cái phần trên ra. Mình coi thử nó có vướng gì lông mì ở phía dưới không. Mình sẽ tháo, có một cọng vướng phía dưới. Mình sẽ tháo cái cọng vướng phía dưới đó ra. Đút ra luôn, mình nối vô lại cọng khác. Bữa có anh chị học viên, khi mà chị đi học chị kể rồi, chị kể là trước chị hay nối mi ở ngoài mấy cái tiệm ngoài đường á, chị không biết tại sao khi mà nối xong cái chị mở mắt không được. Cái mình hỏi ủa tại sao chị mở mắt không được, cái chị nói chị cũng không biết nữa, tại vì mi trên nó dính hết xuống mi dưới luôn, chị không có mở mắt được. Thì cái đó là do giống như mình mới gỡ nè, tức là những cọng lông mi khi mình dán gel pad nó bị vấn đề, hoặc là khi mình nối trong hút mắt cái lông mi con nó vướng vướng vô đó thì khiến mình rất là khó gỡ. Thì lúc này mọi người mình phải kiên nhẫn, mình gỡ từ từ cho khách của mình nha. Và thường khi mà gỡ như vậy thì mọi người mình phải chú ý cái lực tay, chứ không là nó sẽ dễ làm cho khách của mình dễ bị đau lắm, nó rất là đau, đứt cọng lông mi đau lắm chứ bộ. Rồi đây mình sẽ hong khô cho người mẫu và mình cho mọi người coi nha. Nhưng mà trong khi người mẫu nhắm, đây là cái khuôn mắt mà mình vừa làm xong nha mọi người, nhìn nó rất là tây và rất là, nhìn nó rất là Ấn Độ nha. Này mắt chưa nối nè, này mắt nối rồi nè. Thì mọi người mình coi nè, cái độ cong của nó cong rất là nhiều nè mọi người đó, mọi người mình thấy không, và nhìn nó rất là sắc sảo luôn. Đây là mình chỉ mới phối đơn giản là phối nguyên một con mắt thôi đó nha, chứ nếu như mình phối những cái kiểu nó phức tạp hơn thì nó sẽ đẹp hơn nữa đó. Đó, nó rất là sắc sảo này. Thì nếu như mà ai muốn ít cong hơn thì mình sẽ chọn cái độ cong C, nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Honey vừa làm xong cái lông mi wispy cho mọi người mình thấy rất là đơn giản đúng không? Thì đây chỉ là một cái kiểu gọi là cơ bản nhất thôi. Sau này Honey sẽ làm thêm nhiều cái video nữa để cho mọi người mình thỏa sức sáng tạo. Và cái lông mi này nó sẽ rất là dễ để mà tạo ra nhiều cái bộ mi thiết kế đẹp. Mọi người mình nhớ có cái lông mi này để mà chúng ta làm cho khách hàng cho dễ dàng nha. Hy vọng là mọi người mình có một cái tay nghề thật là cao. Và nếu như mình thích cái video này thì nhớ bấm cho Honey một nút like. Bên cạnh đó hãy bấm vào cái nút đăng ký. Kế bên nút đăng ký sẽ là cái nút chuông đó, các anh chị nhớ bấm vào cái chuông đó. Sau này có những cái video mới, các anh chị sẽ là những người coi đầu tiên, like đầu tiên, comment đầu tiên. Đừng quên là share cái video này cho bạn bè của mình biết nữa nha. Bye bye.